Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 3 căn nhà rất là mới giáp với lại khu đô thị Đô Nghĩa. Với 3 căn nhà này thì diện tích là 42m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng rất là hợp lý, đường ngõ trước nhà rất là thoáng. Và với cái căn nhà này thì theo như hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Diện tích rộng, hướng nhà là hướng Tây Nam, cách với lại đường ô tô đi lại khoảng chừng 50m. 3 căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết và mới dọn vệ sinh công nghiệp xong. Thì hôm nay Ngọc Ánh quay và gửi tới cho quý vị nhé. Với cái thiết kế rất là hợp lý và hài hòa, 3 căn nhà này ở cái khu dân cư rất là đông đúc, cách với lại khu đô thị Đô Nghĩa khoảng tầm 1km, giao thông đi lại thuận tiện. Cụ thể vị trí của nó thuộc Đông La, Hoài Đức mọi người nha, giáp với lại bên Yên Nghĩa, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông, gần với lại trường Đại học Phenica. Với cái căn nhà này diện tích rộng, giá bán hiện tại của chủ nhà đang chào là 2.400.000.000, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Bây giờ mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể căn nhà. Với diện tích 42m² thì thiết kế của ngôi nhà khá là rộng, và ở phía tầng 1 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế riêng phần để xe máy cho mình nhá quý vị. Đây là cái phần thiết kế riêng ở phần tầng 1. Tiếp theo, đây là cái phần không gian phòng khách của ngôi nhà. Với phần phòng khách vừa mới hoàn thiện xong hết, đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá granite. Tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng, đồng thời cái nền màu gạch cũng thế, tương đồng, cho nên vào trong không gian phòng này cảm giác nó rất là thoáng, sáng quý vị ạ. Và với cái vị trí đi lại cộng với lại cái diện tích và cái xây dựng hoàn thiện lên thì cái giá bán cả nhà và đất rất chi là hợp lý tại thời điểm hiện tại. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn cho quý vị nào có nhu cầu. Với căn nhà này quý vị cứ xác định vay được khoảng tầm 1.4 tỷ cho tới 1.5 tỷ tiền ngân hàng. Phần còn lại thì quý vị chuẩn bị trước phần tiền mặt cho Ngọc Ánh nhá. Hiện tại cái lãi suất ngân hàng hỗ trợ khách hàng vay vốn tại thời điểm này giá cũng rất là hợp lý, lãi suất rất là hợp lý, đến từ những cái ngân hàng vô cùng uy tín nha quý vị. Sau đây mời người theo em vào khám phá tiếp theo phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phần phòng khách kia, đây, ở trong này không gian phòng bếp cũng khá là rộng, đồng thời có thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1. Toàn bộ không gian phòng bếp đều đã được hoàn thiện cho quý vị, chỉn chu, đầy đủ, chu đáo. Về phần tủ bếp cũng như là phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Trong không gian phòng bếp này, chủ nhà có thiết kế tối ưu công năng sử dụng, bởi vì nó không có cửa sổ cho nên ở đây chủ nhà có thiết kế ở trên chốc tủ bếp nó có một cái ô giếng trời, tất cả lấy ánh sáng cũng như không khí vào bên trong của các căn phòng từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 quý vị nhé. Xung quanh bếp thì được ốp kính ốp bếp, mặt bếp thì ốp đá granite, tủ bếp thiết kế ở đây là tủ gỗ cho quý vị. Phần không gian phòng bếp này cũng khá là rộng, tiện nghi, chu đáo. Quan trọng là diện tích của nó 42m², rất là rộng. Hướng nhà là hướng Tây Nam cho nên quý vị nào mà đang quan tâm tìm hướng Tây Tứ Trạch hoặc quý vị nào mà muốn tìm diện tích rộng thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này, chỉ có hơn 2 tỷ thôi mà thiết kế công năng quá là hợp lý. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm, nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, tay vịn cầu thang thiết kế là gỗ, và ở đây là phần sắt nghệ thuật mọi người nhé. Nó với cái đá cầu thang thì thiết kế ở đây là đá hoa cà, mặt đá là đá granite. Với cái phần ngăn cách cầu thang và phần phòng khách thì có mình cho mình một cái vách CNC ở đây, rất là hợp lý nha quý vị. Nói chung với một cái ngôi nhà thiết kế đầy đủ công năng, sổ sách chuẩn chỉnh, sang tên trong ngày, giá bán 2.4 tỷ, 42m. Ngọc Anh thấy với cái vị trí xung quanh dân cư vô cùng đông đúc nữa, đi lại giao thông thuận tiện, rất là phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông hoặc địa phận ở Hoài Đức nha mọi người. Sau đây mời mình theo em lên khám phá các tầng phía trên. Và thưa quý vị, đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương đương nhau, giống hệt nhau, cầu thang giữa, phòng vệ sinh, hai phòng ngủ thoáng trước sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên hướng ở bên trong. Thì là như Ngọc Ánh đã chia sẻ ở phía dưới phần tủ bếp ấy, ở đây toàn bộ ở dưới phần tủ bếp này, cũng như là lên trên phía tầng 3, tầng 4 đây thưa quý vị, là có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực ở dưới này đó, trong phòng ngủ. Đồng thời ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt
đầy đủ sàn gỗ công nghiệp, các phòng ngủ đó. Cửa thông phòng của cả ngôi nhà này thiết kế tất cả các cửa đều là thiết kế kiểu nhôm hệ Việt Pháp. Hành lang đi giữa các phòng rất là rộng. Và đây là cái phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngoài, mặt ngõ. Có ban công mở thực tế được nha quý vị. Đây. Xung quanh vị trí cái ngôi nhà này thì dân cư rất là đông đúc. Và ở trong vị trí ngôi nhà này thì nó không phải là mặt đường ô tô cho nên là cũng khá là yên tĩnh. Một ngôi nhà 4 tầng mà thiết kế 42m, công năng sử dụng quá ư là hợp lý nha mọi người. Đây, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, rồi là sàn gỗ. Phòng vệ sinh thì thiết kế ở phía bên ngoài hai phòng ngủ. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ở phía tầng 2. Đầy đủ cho quý vị công năng bồn cầu này, lavabo, cũng như là ở đây là hệ thống sen cây tắm nóng lạnh. Thiết kế lắp đặt đầy đủ. Và mời theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế cũng tương tự như tầng 2. Như vậy, lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà này thì ngôi nhà thiết kế cho mình 4 phòng ngủ riêng biệt. Đây, ánh sáng tự nhiên, dân cư đông đúc. Với cái vị trí này thì nó giáp với lại khu đô thị Đô Nghĩa quý vị ạ. Gần như nó cách có 1 km là ra tới khu đô thị Đô Nghĩa. Xung quanh đầy đủ chợ, trường, phường, trạm, tiện ích, ngập tràn. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Đây, thiết kế tương tự như tầng 2. Đầy đủ công năng sử dụng cho quý vị theo từng tầng. Với cái căn nhà này, chợ, trường, phường, trạm cách với vị trí nhà khoảng tầm 500m, trường mầm non cấp 1, cấp 2. Đồng thời, ở ngay với cái khu nhà này thì nó có ngay cả một cái công viên để quý vị có thể đi bộ này, thư giãn sau những cái ngày làm việc mệt mỏi. Đây là cái phần tầng 3. Như vậy, lên trên phía tầng 3 là có 4 phòng rồi mọi người ạ. Vậy thì còn một tầng cuối cùng nữa. Mời mời theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và thưa quý vị, đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Bước lên trên phía tầng 4 có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và ở phần tầng 4 của ngôi nhà thiết kế thêm cho mình một cái phòng riêng ở trên này. Quý vị có thể thiết kế làm phần phòng thờ, phòng làm việc tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đó. Phòng nào cũng được thiết kế ánh sáng thông thoáng. Đây là cái khu vực để máy giặt nhé. Đây, sàn thoát nước, chờ điện. Và phần còn lại là phần sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà mọi người ơi. Xung quanh dân cư đông đúc, vị trí giao thông đi lại thuận tiện. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm về cái ngôi nhà 42m2 thiết kế và xây dựng là 4 tầng như thế này thì quý vị liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.